học sinh không thực hiện tiêm bổ sung vaccine COVID-19 có được đi học hay không? Mặc dù năm học mới 2022-2023 đã cận kề, song rất nhiều giáo viên và học sinh chưa tiêm mũi 4 vaccine COVID-19. Thống kê một số trường trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh cho thấy tỷ lệ cán bộ, giáo viên, nhân viên tiêm vaccine COVID-19 các mũi nhắc lại để đủ 4 mũi là rất khiêm tốn. Một giáo viên tại quận Tân Bình cho biết toàn trường có chưa tới 10 người tiêm đủ 4 mũi, nhiều thầy cô mới tiêm 2 mũi. Thống kê một trường trung học phổ thông tại quận Tân Phú cũng cho thấy khoảng 70% giáo viên tiêm mũi 3, còn lại trên 15 giáo viên chỉ mới tiêm mũi 2. Tình hình tiêm mũi 1 cho trẻ tiểu học và các mũi nhắc lại của học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông cũng khá thưa thớt. Sau nhiều lần vận động phụ huynh cho trẻ lớp mình chủ nhiệm vào trường tiêm vaccine mũi 1, một giáo viên trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo thống kê hiện tại có tới 42 học sinh thì đến hơn một nửa chưa tiêm vaccine COVID-19. Để chuẩn bị vào năm học mới cũng như thực hiện có hiệu quả tháng cao điểm tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi tại các cơ sở giáo dục, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã ký ban hành văn bản đề nghị các trường học phải thực hiện nghiêm các nội dung mà Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Sở Y tế thống nhất triển khai. Trước hết, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo quán triệt quan điểm đảm bảo tỷ lệ bao phủ vaccine COVID-19, tạo miễn dịch bền vững phòng bệnh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh là nhiệm vụ quan trọng trong công tác chuẩn bị năm học mới. Các trường học trực tiếp triển khai và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tháng cao điểm tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi tại đơn vị. Sở Giáo dục và Đào tạo lưu ý các trường chủ động phối hợp tốt với ngành y tế địa phương, tổ chức tiêm mũi nhắc lại, mũi cơ bản cho cán bộ, giáo viên, nhân viên là học sinh, đang công tác học tập, mỗi tuần 2 lần lại ra soát, thống kê cụ thể số lượng và danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh đã tiêm đủ mũi và chưa tiêm các mũi vaccine COVID-19. Khi báo chí đặt câu hỏi nếu học sinh không thực hiện tiêm mũi bổ sung thì có được đi học hay không? Ông Trịnh Duy Trọng, trưởng phòng chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết hiện nay không có quy định cụ thể về việc này. Tuy nhiên, với khuyến cáo của ngành y tế cũng như trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có xu hướng gia tăng trở lại, Sở lưu ý các trường thực hiện nghiêm việc gửi tin nhắn đến từng phụ huynh đưa trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi đi tiêm vaccine COVID-19, mũi 1 và mũi 2 nếu chưa tiêm. Nếu đã tiêm rồi, tiêm mũi nhắc lại, tiêm vaccine là giải pháp hiệu quả nhất để bảo vệ cho trẻ. Tiêm nhắc lại vaccine COVID-19 đúng lịch giúp quy trình miễn dịch COVID-19 phòng COVID-19 quay trở lại. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.